Xin chào mọi người đi. Giỏi. Đây là má mì của mình đang tắm cho Lucy nhà mình. Lucy mới tắm. Bây giờ thì nó đang sấy tóc. Còn bên kia là em Rocky. Ai nhớ em Rocky thì cho mình một like nha. Rocky ơi, Rocky đừng có liếm. Em lên hình là kêu quay phim là em nhìn cho máy thì giỏi lắm. Thì em này đang tắm nắng nên ở ngoài nắng nha mọi người. Đang tắm nắng giả bộ đáng thương vừa bó tay. Tí nữa thì Goosey và Rocky sẽ được ra ngoài chơi. Dẫn họ chơi trên sân thượng này thôi. Thực chất là ngày xưa trên sân thượng này á là toàn là cây cối mà bây giờ phải dẹp hết cây cối để nhường chỗ cho mấy em nè. Si ơi, đã không Si? Để xong lòng nó sụn lên. Lâu sụn lên khỏi chạy luôn đúng không? Không ơi, mấy nghĩ gì vậy? Hăng chó này khi mà mi chăm sóc nó. Ôi mời quá, nuôi tụi nó giống như mắc nợ đời vậy. Khuyên mọi người đừng bao giờ đừng ai nuôi chó hết. Sao vậy? Nuôi chó cực khổ quá. Nuôi cực cũng hơn nuôi con người. Nếu mà nuôi mà thả thả rong à, nếu mà nuôi thả rong á thì sao á mày? Nếu mà nuôi thả rong á thì dễ, nhưng mà chó nó dễ mắc bệnh. Dạ. Còn nuôi mà chăm sóc gì nè, phải chăm sóc thiệt kỹ. Không mà nó bệnh á mà nó khổ mình như con người vậy đó. Dính đi Rocky. Em Rocky bao nhiêu ngày xuất viện vậy, giờ về nhà đi đúng được rồi. À em Rocky thì 20 ngày xuất viện. Thì ai chưa coi cái video đó thì vô cái kênh của mình thì sẽ thấy video đó nha. Giống gì Rocky? Rocky, nghĩa là coi cái chuyện nè. 1, 2, 3, 1 Rocky 3, 4, 5, 6, 7, 8 con này chạy nhanh hơn. Gỡ xích chân Si đi. Gỡ xích chân Si đi. Con nó phá thiệt á. Đổ hết đồ cái ăn. Cái thùng này đáng ra là dùng để đồ cho nó. Nhưng mà nó lại thấy thích quá, nó đập nhà cho nó luôn. Đi xí, đây là nhà có Rocky mà. Thì đây là nhà có con Rocky thì mình nhớ này là mua khoảng mấy trăm á, chứ không phải mấy trăm triệu. 350. Như là 600. 350 hả? Chị không? Si thì nó biết đứng hai chân nha mọi người. Si lên. Cửa lại anh đi. Mami. Si rồi xong. Lên. Giỏi. Ok. Nè mọi người thấy chưa? Ok. Lên. Ok. Lên. Diễn viên chính là Goosey và Rocky. Thì đồ ăn Rocky ăn hết rồi kìa, lấy cái mâm ở trong kia ra cho Rocky luôn đi. Bà xuống cho Rocky đi. Ba về. Con tay này về cho Rocky. Woo! Thì chưa được phải không? Rồi, em phải bỏ. Nhìn như bị ngược sáng. Rồi bên đây mới thấy rõ này. Rồi chơi đi, quay bên đây mới thấy rõ này. Rocky.
Cho Rocky ăn đi. Sao không bỏ cái mâm kia xuống cho Rocky? Đưa mâm kia đây. Đưa cái mâm đưa đây. Đưa mâm đây cho Rocky ăn. Nè Rocky. Chân giờ què rồi, nhắc cà thọt rồi. Nhắc cà thọt, cà nhắc. Chứ tao không biết gọi gì mưa. Giờ cái này biết gọi gì không? Gọi gì? Què. Bị què hả? Thấy quần què không? Tào lao bị què chứ quần què là cái gì? Bị què là quần què. Tự nhiên bị què là quần què.